Thưa quý vị, những năm gần đây, làn sóng công nghệ mới đang trở nên ngày càng phổ biến hơn tại Đà Nẵng. Sự phát triển rầm rộ của các giải pháp công nghệ này là tiềm năng lớn thu hút các startup trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Điều này cũng phù hợp với định hướng của Đà Nẵng trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời gian qua. Không gian lập trình của công ty cổ phần EM&AI, startup mới về công nghệ AI hay trí tuệ nhân tạo, luôn bận rộn như thế này trong những tháng cuối năm. Trí tuệ nhân tạo là một trong những lĩnh vực phức tạp và thách thức nhất trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực này cần rất nhiều thời gian để lập trình và thử nghiệm. Trong khi đó, yêu cầu của khách hàng và đối tác đặt ra là rất cao. Chính vì vậy, trí tuệ nhân tạo tuy rất tiềm năng nhưng không phải startup nào cũng có thể tự tin dân thần. Hiện tại thì cái mức độ tiếp cận của AI đối với phần đông những cái người sử dụng thì là chưa nhiều. Nên là nhiều khách hàng họ sẽ cảm thấy là đây là một thứ rất là hay ho và có thể đáng để trải nghiệm. Nhưng mà ngoài ra thì có một cái là nhiều khi khách hàng cũng sẽ thấy khó khăn trong quá trình sử dụng. Nên là cái mà mục tiêu lớn nhất của bọn em hiện tại thì sẽ làm sao cho sản phẩm nó vừa có độ chính xác cao nhưng mà vừa dễ dùng đối với khách hàng. Cùng với AI thì Metaverse hay vũ trụ ảo cũng là xu hướng công nghệ hiện nay trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Rất nhiều các công ty khởi nghiệp tại Đà Nẵng đã và đang tham gia cung cấp các dự án 3D cho các nhà phát triển Metaverse hàng đầu. VR Styler là một trong những startup như vậy. Theo các chuyên gia về công nghệ thế giới dự đoán thì thị trường Metaverse sẽ trở thành một trong những thị trường lớn nhất toàn cầu và nó sẽ đạt đến giá trị 1.200 tỷ đô trong vòng 10 năm đến. Thì đây là một thị trường cực kỳ rộng lớn và VR Styler đang đưa ra những chiến lược của mình để đáp ứng được khả năng mở rộng của thị trường trong tương lai bằng cách là chúng tôi sẽ cung cấp các công nghệ để hỗ trợ những nền tảng Metaverse. Để tạo điều kiện cho các startup phát triển các giải pháp công nghệ mới, thời gian qua Đà Nẵng đã có nhiều chính sách hỗ trợ mạng lưới khởi nghiệp giúp kết nối các đơn vị, doanh nghiệp đang có nhu cầu tìm kiếm đối tác trong lĩnh vực này. Các chính sách hỗ trợ của thành phố cũng đã góp phần xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng lớn mạnh. Vài năm gần đây thì Đà Nẵng hỗ trợ khá là tốt cho các cái startup về công nghệ cao, cũng được cái sự hỗ trợ của Sở Khoa học Công nghệ cũng bên Bộ Khoa học Công nghệ giúp cho kết nối các cộng đồng khởi nghiệp AI cũng chia sẻ ý tưởng và những cái hành năng về pháp lý để mà tham gia những cái dự án AI của thành phố cũng như của chính phủ. Khởi nghiệp tại thành phố Đà Nẵng thì điểm thuận lợi đầu tiên đấy là chi phí tại để thành lập doanh nghiệp và chi phí cho doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng khá là thấp so với mặt bằng chung của cả quốc gia và thậm chí là cả thế giới. Và thứ hai nữa là các sở ban ngành ở Đà Nẵng đang có những chiến lược rất là tốt để tập trung hỗ trợ cho những doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là có những cái tầm nhìn tốt để hỗ trợ cho những doanh nghiệp làm về Metaverse trong tương lai. Trong quy hoạch chung của Đà Nẵng, mục tiêu đến năm 2030 sẽ xây dựng thành phố trở thành trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, một trong những trung tâm khoa học công nghệ phát triển của cả nước. Vì vậy, hỗ trợ các startup đón đầu các làn sóng công nghệ mới là đòn bẩy chiến lược phù hợp với định hướng phát triển của thành phố trong thời gian đến.